Còn mình cứ nhìn hình ảnh em ơi, mình không biết có nhiều người không. Rồi đội Ướt Chim lại thua anh em này. Thua đội của Tuấn Ý nhá. Rồi bên này thì sao anh em ơi? Ôi trời ơi, ông nội gặp Thiên Long lại gặp lại này. Nếu mình nhớ không nhầm thì hôm trước ông nội cũng đã có một lần cứa chết được Võ Đăng rồi. À được được cái ban rồng rồi. Đúng không? Ngày hôm nay em nhìn này. Ui ui ui, nó chém còn cái ban kìa anh em ơi, nó chém kìa. Không phải là mẹ già như chuối 9 cây nữa, bây giờ Thiên Long như chuối 9 cây anh em ơi. Ôi nó chém. Ôi giời ơi, nó chém quần người ta anh em ơi. Đấy là kỵ hệ anh em nhá, kỵ hệ nhá. Trời ơi, sợ thật. Ôi giời ơi, gáy anh em ơi. Wow, luôn tuổi lợn. Ôi giời ơi, kinh. Chém chết nói câu tuổi lợn. Ai già tuổi lợn là tuổi hợi anh em. Tuổi lợn ấy, kinh chưa? Kinh. Úi giời ơi, thắng làm vua, thua thì đừng có gáy anh em ạ. Chậm sợ thật. Đấy anh em, cái cổ đánh giá không thể đánh giá thấp được con Thiên Vương Đao mà. Thực ra mùa này là có quá nhiều chiến đội họ PK tốt. Chứ còn thực sự thì mình vẫn rất ấn tượng với ác Thiên Vương ông nội này. Đang là song đấu nhưng chúng ta sẽ đến với một cặp đơn đấu là Củ Su Hào và Thuốc Gây Mê. Vâng, Võ Lâm Minh Chủ, người đang cầm cặp Trùy Hán Thiên, sẽ tranh tài cùng với Thuốc Gây Mê. Tự nhiên mình lại nhớ tới một nhân vật có quá nhiều nước mắt ở trong server này, đó là 79 Cắn Ớt anh em ạ. Tài hoa nhưng yểu mệnh, với số lần gặp ác Ngami nhiều hơn là đi chân trái ra đường nữa. Chân giữa là chính xác anh em ạ. Trời ơi, Thuốc Gây Mê. Tuy nhiên song đao vẫn làm gì đó rất khó chịu dành cho Thiên Vương Chủy. Họ sẽ có Ngự Tuyết Ẩn để tàng hình. Và với việc di chuyển ở dưới ngựa thì Thiên Vương Bang rất khó để bắt dính vào người Thuốc Gây Mê. Tốc biến rất thay anh em nhé. Một pha lắc lư và Củ Su Hào đã có thể chạm vào tà váy của Thuốc Gây Mê rồi. Tầm này hết trận rồi, tầm này không còn trận nào để mà xem nữa cơ. Toàn những đội đánh xong rồi mà. Tại mình thử đi thử nhá. Tại mình chiều lòng anh em nhưng lại bảo là không đi thử đây. Đi hết một vòng. Tầm này là hết rồi. Đánh nhanh lắm. Xong đấu mà. Ok Khắc Minh. Nhắn vào cái Zola của em, cái số em để ở trên đấy. Để em kiểm tra. Trời ơi. Như một pho tượng anh em ơi. Như một pho tượng rồi. Nhưng cẩn thận em nhé, nếu để cho Củ Su Hào vồ trúng được Thuốc Gây Mê thì cũng rất khó đoán. Thỏ giải thích hộ sao Củ Su Hào vẫn vợ làm Võ Lâm Minh Chủ làm sao? À, cái vòng Võ Lâm Minh Chủ anh hỏi đúng không? Cái vòng Võ Lâm Minh Chủ này nó sẽ biến mất khi nào mà bắt đầu của mùa Võ Lâm Minh Chủ mới thì nó mới mất anh em nhé. Ví dụ như là mùa sơ loại là bắt đầu biến mất rồi, hay là đánh xong mùa sơ loại đấy. Thì vẫn là Võ Lâm Minh Chủ em ấy. Võ Lâm Minh Chủ đời 1 của tụi Hiền Trang này là TVB CL của M. Võ Lâm Minh Chủ đời 2 là La Củ Su Hào của anh em bang Thiên Đế. Ngày đó nó cũng là Thiên Đế anh em nhé. Đấy. Còn chuẩn bị sắp tới là mùa siêu cấp, mùa 3. Và đến bây giờ thì Củ Su Hào vẫn là đương kim Võ Lâm Minh Chủ thôi. Bởi vì khi cái mùa mới chưa bắt đầu thì họ vẫn là Võ Lâm Minh Chủ. Giống như kiểu Hoa Hậu anh em. Vẫn là đương kim Hoa Hậu đấy. Kiểu. Ở mùa này không thấy 79 cắt đất đi nhỉ, lâu lắm thấy 79 chơi. Nói chung là vẫn cứ chờ một cơ hội lóe sáng của Củ Su Hào thôi. Còn xét theo thành tích mà mình live stream 4 năm ở dưới Việt Nam, mình biết thực sự kèo đấu giữa Thiên Vương và Thúy Yên, cửa thắng của Thiên Vương nó chỉ rơi vào đâu đó 15% thôi. Trong đó 15% sẽ là những lỗi di chuyển của Thúy Yên để cho Thiên Vương Bang bắt được. Còn nếu như để họ di chuyển liên tục chính xác thì gần như sẽ không thể chạm vào tà váy được em nhé. Vốn dĩ thì Thúy Yên nó chạy nhanh rồi, nó lại còn thêm cái ngọc bội giảm phục hồi nữa, đúng không? Chả anh Phạm Kiên, chả anh Bảo Nguyễn, chả tất cả anh em.
chỉ mong một tuần qua trận công thành chiến nào. Ui, đánh như vậy anh em khó thở lắm, vì công thành chiến gần như là huy động toàn bộ nhân lực của các ba hội. Chúng ta có thể bận một ngày nào đó, nhưng riêng thứ sáu thì không thể bận anh em nha. Một bữa tiệc em, không chỉ là người chơi đâu và khán giả cũng vậy, anh em đều rất mong chờ buổi tối thứ sáu. Anh em yên tâm nha, ví dụ ở trong một cái live stream của công thành chiến chẳng hạn, ví dụ 8 giờ mà chưa đem lên thì có nghĩa là lúc đó họ chưa đánh. Còn khi nào mà bắt đầu phang nhau là em sẽ lên em live stream. Em live stream là theo cái kiểu là ví dụ có đánh nhau em mới like, còn không đánh nhau em không like. Nên em không gì phải sốt vó hỏi, ví dụ nhắn tin cho em hỏi là Tỏ ơi sao hôm nay không like à, hoặc là nhắn tin trong fanpage là gì cả. Tự khắc đến mà đánh nhau sẽ lên like anh em nhé. Và hạn chế đừng chửi em, trước em thấy ở trên live cũ mấy em chửi em kinh quá. Có live stream ngày được có 8.000 bạc mà anh em chửi không nhìn thấy bố mẹ mà luôn, sợ thật mồm. Như cái bể phốt, kinh thật. Không biết có thay đổi hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ là ngáo ma giáo Lương Sơn và quây mờ rồi. Còn mờ có thêm đồng minh hay không thì ngày mai mới biết được anh em ạ. Mọi thông tin bây giờ vẫn đang là tuyệt mật, không thể chỉnh em ơi. Thực ra là Thúy Yên nó có cái cue mà hãy để bù lại thôi. Bây giờ chúng ta fix cái thời gian của Thúy Yên xuống thì lại bất công cho môn phái này. Vốn dĩ nó là skill của 19 năm trước rồi. Ok nha, đợi tí thuốc gây mê tàng hình thì mình cho anh em soi đồ của thuốc gây mê của Su Hào nhé. Đây, đồ thì không có gì để chê, đối với đồ Thiên Vương Trùy và Thiên Vương Thương ở server này. Toàn nó đồ quá ngon rồi, cứ có hám thiên là ngon rồi, có uy tín rồi. Xong công thành chiến, ok, xong công thành chiến thì mình sẽ bật cho anh em xem cái màn combat ở trên kênh thế giới. Đặc sản anh em, bỏ sao được. Tối mai thôi, tối mai là công thành chiến thôi. Đúng rồi, công phải công nhận một điều là đồ xanh của server này hơi thọt em ạ. Nó vẫn tỏ ra quá khan hiếm so với những cái phần còn lại của server ấy. Anh em nhìn cái bao tay này, 17-30 nó đi cùng với cái chùy hãng tiên. Nó không một tí liên quan rồi anh em ơi, cái mũ nữa này, 40-17. Đấy, à, cái nhẫn này, 19 kháng băng. Đồ xanh vẫn là gì đó rất kinh khủng anh em. Đúng rồi, Chidori có cái chùy hãng băng hoàn mỹ, tinh xảo bậc hai có rồi. Thành Trung đang ép anh em ơi, em thấy đang ép ở phượng tường kia. Khánh chùa mở giúp bằng cái môn phái ra được cái địch khái mãng yêu đái này, đai 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 địch khái. Chả Minh Đức nha, chả Trích Cường, chả Thế Anh, chả Lực Dừa. Thành Trung được dây 21 rồi à? Có đeo không ở lực cái, để tí mình ra mình soi cho anh em xem. Nốt trận này khổ thật. Đúng là Thiên Vương Bang bây giờ họ không sợ cái bang em ơi. Vì anh em biết là thậm chí là Củ Su Hào còn đánh bại được cả kẻ cô độc ở trong chung kết của Lâm Minh Chủ mà. Không phải chiến thắng là 1-0 em nhé, mà chiến thắng là 2-0. Nếu là 1-0 thì chúng ta có thể coi đó là một tai nạn dành cho kẻ cô độc, cái bang. Nhưng 2-0 thì là quá thuyết phục dành cho là Củ Su Hào rồi. Vậy mà khi gặp Thúy Yên thì cửa thua của Su Hào gần như là lên tới 85% anh em ạ. Rồi hết trận. Hình như là Thúy Yên thắng em ơi, Thúy Yên thắng. Thấy bảo có giày VIP lắm, ok nhá. Vậy thì mình sẽ ra ngoài để cho anh em xem cái dây chuyền của Thành Trung. Không biết có đeo không? Thì anh đang mặc set sâm hoang mà.